xin chào. Kim Quý chào mừng quý vị đã đến với chương trình Chuyện Đông Tây Kỳ Thú. Không biết là những câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta sẽ bắt nguồn từ phương Đông hay là phương Tây ta? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Quý vị ơi, Nhật Bản thì vốn nổi tiếng là một đất nước có văn hóa ẩm thực phong phú và nghệ thuật trang trí món ăn tinh tế. Và mở đầu chương trình Chuyện Đông Tây Kỳ Thú ngày hôm nay, Kim Quý sẽ giới thiệu đến quý vị một món ăn không chỉ ngon mà còn vô cùng đẹp mắt của xứ sở hoa anh đào, đó chính là món Wagashi. Wagashi là tên gọi chung cho các loại bánh ngọt được làm từ bột nếp của người Nhật. Hình dáng, màu sắc và hương vị của loại bánh này rất đa dạng. Bánh thường được làm theo chủ đề tượng trưng cho vẻ đẹp các loài hoa hay sự chuyển mùa vốn rất rõ rệt ở xứ sở hoa anh đào. Ví dụ như cuối tháng 1 hoa mơ nở rộ, do vậy các nghệ nhân thường làm bánh có hình dáng và màu sắc như loài hoa này. Vào mùa xuân người ta thường làm bánh có hình hoa thủy tiên và hoa trà. Thông thường những chiếc bánh wagashi được tạo hình bằng khuôn, tuy nhiên những loại bánh đòi hỏi độ tinh xảo cao phải nhờ đến đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân. Bánh wagashi thường được thưởng thức kết hợp với trà xanh, dần dần nó trở thành món ăn không thể thiếu trong nghi thức trà đạo nổi tiếng của người Nhật. Và đây cũng chính là lý do khiến wagashi được xem là một trong những món ăn truyền thống mang đậm dấu ấn văn hóa của xứ Phù Tang. Trong những năm gần đây thì bên cạnh những cái món ăn đã quá là nổi tiếng, ví dụ như là cơm trụ hay là kim chi, thì những món ăn vặt là đặc sản địa phương cũng đang thu hút rất là nhiều du khách khi đến Hàn Quốc. Và một trong số những món ăn vặt mà Kim Quý muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn đó chính là kẹo giót, là một loại kẹo mạch nha làm bằng bột nếp. Ôi, thích quá! Gia đình ông Bong Seok-kan ở thành phố Chungju đã có truyền thống làm kẹo giót trong 140 năm qua. Theo ông, ngày xưa kẹo giót thường được bán ở trước trường học vì người dân Hàn Quốc tin rằng ăn kẹo giót sẽ được may mắn, nên các sinh viên, học sinh thường ăn loại kẹo này trước mỗi kỳ thi như một cách để cầu may. Còn ngày nay, kẹo giót đã trở thành món ăn vặt của tất cả mọi người. Dù hiện tại có nhiều phương pháp làm kẹo giót nhưng gia đình ông Bong Seok-kan vẫn theo phương pháp làm kẹo đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mỗi công đoạn đều được làm thủ công và đều sử dụng các sản phẩm từ tự nhiên. Kẹo giót được làm từ các thành phần chính là gạo nếp, hạt lúa mạch và gừng. Tùy theo mùa mà ông bổ sung thêm một số loại thực phẩm có mùi thơm. Hỗn hợp gạo nếp, lúa mạch sẽ lên men trong thời gian ngắn rồi được nấu sôi cho tan hết trước khi đem kéo. Thời gian kéo và kỹ thuật kéo có thể quyết định độ giòn của kẹo. Một thanh kẹo giót ngon phải có độ giòn, béo, mùi thơm tự nhiên và vị ngọt vừa phải. Sản phẩm kẹo giót của ông Bong Seok-kan nổi tiếng không chỉ tại địa phương mà còn được nhiều du khách biết đến. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ông Murat Kiat, là một nghệ nhân làm bánh ở thủ đô London, nước Anh. Người nổi tiếng nhờ vào cách tạo các mẫu bánh rất là khác biệt. Trong khi đa số các đầu bếp khác á, thì họ thường làm bánh theo những cái khuôn mẫu phổ biến, thì nghệ nhân Murat Kiat lại thích sáng tạo những chiếc bánh có hình dáng, màu sắc giống hệt như là những cái mẫu trang phục của nhiều thương hiệu thời trang danh tiếng ở trên thế giới. Những mẫu bánh của nghệ nhân Murat Kiat thường được giới mô điệu xem như là những tác phẩm nghệ thuật, bởi chúng vừa ngon vừa đẹp. Hơn nữa, chúng còn giống hệt như những mẫu trang phục cao cấp mà ông yêu thích. Nghệ nhân này cho rằng thực phẩm và thời trang có nhiều điểm tương đồng. Đầu tiên là kiểu dáng bắt mắt. Các bộ trang phục đẹp có nhiều màu sắc sẽ giúp người mặc cảm thấy phấn khởi hơn. Tương tự khi dùng những món ăn xinh xắn, người ta cũng có những cảm giác rất tuyệt vời. Để thực hiện các món bánh làm mắt ấy, ngoài việc tìm công thức chế biến, ông Murat còn phải tự thiết kế các khuôn mẫu sao cho thật giống những kiểu trang phục hợp thời trang mình ưng ý. Mới đây, đầu bếp xuất thân từ một gia đình có truyền thống theo nghề làm bánh này đã phát hành quyển sách giới thiệu những kinh nghiệm mà ông tích lũy trong hơn 10 năm qua, cùng hơn 20 công thức chế biến các món bánh với hình dạng phỏng theo kiểu dáng các bộ quần áo hợp thời trang. Quý vị ơi, với nhiều người thì lễ cưới sẽ kém vui nếu mà thiếu đi một chiếc bánh kem thơm ngon, đẹp mắt đúng không nè? Cũng vì vậy mà không ít cặp đôi đã không ngại dành ra không ít thời gian, tiền bạc để chọn được một chiếc bánh cưới thật là độc đáo nhằm tôn lên nét sang trọng cho hôn lễ của họ. Và để đáp ứng nhu cầu của các cặp đôi á, thì một công ty sản xuất bánh nổi tiếng ở nước Anh đã giới thiệu chiếc bánh cưới với một lối trang trí khác lạ. Thay vì tạo hoa văn ở trên bánh thì họ chiếu những cái hình ảnh sinh động lên chiếc bánh đó.
Khác hẳn với các loại bánh truyền thống, chiếc bánh kem màu trắng 6 tầng này được trang trí bằng những hình chiếu với nhiều chủ đề khác nhau, chẳng hạn như pháo hoa, thác nước tuôn chảy, trò chơi điện tử hay những câu chúc dành cho cô dâu chú rể. Tất cả các hình ảnh ấy đều đã được lập trình sẵn. Trong buổi ra mắt sản phẩm tại sự kiện triển lãm đồ cưới quốc gia ở thủ đô London, công ty NG Scott, đơn vị chế tác chiếc bánh nói trên còn cho biết, các cặp đôi hoàn toàn có thể lựa chọn kiểu mẫu trang trí bánh nhằm tạo dấu ấn đẹp cho ngày trọng đại nhất đời mình. Và câu chuyện về chiếc bánh cưới có 102 cũng đã kết thúc chương trình Chuyện Đông Tây Kỳ Thú ngày hôm nay. Nếu quý vị không muốn bỏ lỡ những câu chuyện hấp dẫn, thú vị ở khắp mọi nơi ở trên thế giới cùng với Kim Quý, thì đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình nha. Xin chào và hẹn gặp lại!